Em chào thầy, hôm nay em sẽ giới thiệu về phần cứng của máy áp trứng của em. Về phần cứng thì máy áp trứng của em gồm có nhiệt điện trở, hai quạt thổi, một quạt hút, máy phun sương, nguồn tổ ong để cung cấp áp cho các thiết bị đèn quạt, module driver động cơ TB6560, động cơ bước dùng để đảo trứng, module Arduino Pro Mini dùng để điều khiển động cơ. Còn đây là mạch dimmer dùng để điều khiển điện áp cung cấp cho nhiệt điện trở nóng nhiều hay ít là phụ thuộc vào điện áp mà qua mạch này cung cấp cho nó. Tiếp theo là đây là bo mạch chính của máy áp trứng. Trên bo mạch này thì gồm có Arduino Mega 2560 Pro, module Wi-Fi ESP8266, mạch hạ áp từ nguồn 24V về 12V và 5V. Các relay gì đều dùng để đóng ngắt các trạng thái các thiết bị. Ở đây khi mà dữ liệu thu được từ cảm biến DHT21 thì nó sẽ được gửi về Arduino. Sau đó Arduino sẽ xử lý và đóng ngắt các relay tương ứng để bật tắt các thiết bị đèn quạt, nhiệt điện trở theo mong muốn. Còn đây là màn hình hiển thị của máy. Trên máy sẽ có hai chế độ là cài tải máy và cài đặt trên app. Còn ở đây là bên trong máy là khay áp trứng, khay đựng trứng và động cơ để đảo trứng. Bây giờ muốn bật tắt đèn thì ta sẽ đèn để xem trứng thì ta sẽ